Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Giờ và cũng đã 2 tháng nay rồi mình chưa ra cái phần tiếp theo của cái series thử thách Minecraft của các bạn fan. Và đây là thằng phần thứ 16 rồi nha các bạn ơi. Và cái series này cũng đã trải qua hơn 2 năm trời rồi, nhưng mà các bạn vẫn yêu quý cái series này thì mình rất cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngày hôm nay và chúng ta để xem có những cái thử thách đầu bá đạo, phải nói là cực kỳ lươn lẹo của các bạn fan và cách xử lý của mình như thế nào nha. Và các bạn hãy chờ xem video này nha, và để xem ai sẽ được lên thử thách trong video này. Ok, trước khi mà vào video, mình mong là các bạn nhớ để lại video này một like và một đăng ký kênh để ủng hộ của mình nha. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu video này các bạn ơi, let's go. Ok, và thử thách đầu tiên trong ngày của các bạn có tên là Hiếu MCFAQA1FS Team. Trời ơi, cái tên gì đặt ngắn ngắn thôi ông nội ơi. Cái tên nhưng mà dài dữ thân vậy. Ở bạn này là thách anh đặt block kế cạnh xương rồng nhưng xương rồng không bị vỡ ra. Anh Vinh chắc bí luôn rồi. Đặt block kế cạnh xương rồng nhưng xương rồng không bị vỡ ra. Ủa cái này căng à. Quái. Trời ơi, mình thấy thử thách này nó hơi bị căng đấy các bạn ơi, hơi bị khó đấy. Bình thường là bạn nào cũng đều biết là khi mà các bạn đặt block gì kế cạnh cây xương rồng thì cái xương rồng nó sẽ bị vỡ ra đấy. Nhưng mà điều này dường như là không thể rồi, nhưng mà bạn này thách khá là căng đấy các bạn ơi. Ôi ôi, bây giờ mình sẽ thử như thế nào. Có vẻ như là mình đang tìm tòi thí nghiệm này. Nếu mà như vậy á, chúng ta sẽ dùng cái biện pháp này nha. Tại sao tôi lại không dùng cái lớp tuyết nhờ? Lớp tuyết thì nó, bây giờ bạn xem nè. Đấy, làm gì mà bị đổ vỡ được đúng không? Ok. Đã thành công rồi nha. Thử thách này dường như là không làm khó được mình rồi. Ok nha. Và mình sẽ lắp bốn cạnh đều là cây xương rồng nhưng mà cây xương rồng không bị vỡ ra ngoài. Ấy, mình đặt bao nhiêu cái lớp tuyết nhưng mà vẫn không bị làm sao cả. Ok, và mình đã xong thử thách đầu tiên của các bạn này rồi nhá. Và chúng ta tiếp tục cái thử thách tiếp 2. Tiếp theo là của bạn chơi ngu gaming. Đùa, cái tên kênh quá là chất luôn anh em à. Thách anh cho hai con cù bắt trên. À thế à, làm sao mà. Ok, trong Minecraft. Được rồi nha, vô nè. Lớp 10 đến lớp 5 tao còn chưa sợ. Cái gì cái đó. Lớp 7 như mày. À thế làm sao mà à. Dừng lại, các anh đã bị bắt. Ok, thử thách tiếp theo của bạn là Luân Đổ. Em thách anh nhảy xuống độ cao 100 block, nhưng đặc biệt là phải dùng xô lava để đáp xuống. Trời ơi, đó giờ là chúng ta chỉ nghe qua là đáp xuống bằng cái xô nước, nhưng bây giờ là phải đáp xuống bằng cái xô lava nha các bạn ơi. Trời ơi, không dùng xô nước nè. Bạn này là đặc biệt là cấm là không dùng xô nước. Dùng thuốc nè, không dùng thuốc, không dùng lạnh, không dùng mod, không dùng add-on. Không làm vào đâu được đâu, mình đã đáp xuống bằng cái xô lava nha các bạn ơi. Chắc hẳn là các bạn đang suy nghĩ là tại sao lại có thể làm được như vậy đúng không? Bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn. Rất dễ hiểu thôi. Khi mà các bạn nhảy xuống á, các bạn không cần phải dùng cái xô nước mà dùng xô lava cũng có thể. Đó. Các bạn chỉ cần đặt một cái cột như thế này, rồi sau đó cái lực khi mà đáp xuống á, chỉ cần dính một chút lava thôi là nó cũng sẽ bị giảm một chút cái độ sát thương khi rơi cho các bạn. Nên vì thế là mình chỉ bị sát thương khi mà bị cháy bởi lava thôi, không bị sát thương khi rơi nha. Vậy là mình đã xong thử thách của bạn này rồi, chúng ta tiếp tục một thử thách tiếp theo nào. Thách anh dùng piston đẩy hai cái phiến vào thành một block, kiểu như là hai cái phiến nó ghép lại thành một block. Rồi cái này làm sao mà có thể, kiểu như là phá định lực của Minecraft nữa hay gì rồi. Các bạn còn nhớ lần trước không, là mình đặt được block cao hơn 256 block. Và bây giờ chúng ta sẽ phá luật tiếp theo là đẩy hai cái mảnh cầu thang này, hai cái mảnh phiến này vô. Ok, vô nào các bạn ơi.
thách của bạn Lâm Bình Võ, thách anh đánh nhạc có chocolate đây 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 bằng bằng những cái khối nhạc cho Minecraft. Yeah. Vinh được nút vàng. Hay, đó là một câu chuyện rất là buồn đấy các bạn à. Thì bạn nào lần đầu đến với cái kênh của mình thì còn chần chờ gì nữa, ấn nát cái nút đăng ký để cho hội anh em của Vinh ngày càng đông dần hơn và giúp cho mình tìm một nửa cái nút vàng còn lại nha các bạn ơi. Mới có một nửa thôi, còn một nửa còn lại nó vẫn đi đâu luôn rồi, nó không về nữa. Nên vì thế là 1 triệu sub nó quay về cái một nửa còn lại nha các bạn. Ok nha. Rồi cái gì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vô. Tiếp theo của bạn là Nguyễn Văn Quân, thách anh bay trên không trung trong chế độ sinh tồn. Mình thấy có nhiều bạn kiểu như là bình luận kiểu như là thách anh bay trong chế độ sinh tồn, nhưng mà có nhiều bạn không biết là trong Minecraft có sự xuất hiện của cái con là sóc cơ hay gì á. Anh em chỉ cần đứng yên là cái con này nó bắn một phát là bay lên trời như là Tôn Ngộ Không luôn rồi đó. Nên là các bạn đừng thử thách kiểu giống như là bay trong chế độ sinh tồn nữa, tại vì có cái con là sóc cơ rồi, còn gì nữa giờ. Tiếp tục thử thách tiếp theo nào. Tiếp theo của bạn có tên là cái tên gì mà đặt gì tiếng Campuchia, tiếng người ngoài hành tinh gì em nội, tên gì ghi đàng hoàng để mình còn đọc tên của bạn chứ. Nói chung là của bạn này ha, thách anh không làm mà đòi có ăn thì ăn, nói chung là thử thách không làm mà đòi có ăn đó. Ok, đây, không làm mà đòi có ăn này các bạn ơi. Đây là mưa này mưa gì nha, đây là mưa heo. Kiểu này mà chơi sinh tồn là thức ăn là vô hạn luôn á. Nhưng mà có một điều lưu ý là máy bạn nào là máy yếu á, nếu mà nó cứ rơi ra rất rất là nhiều như vậy là kẻo là máy của bạn là sẽ bị nát luôn á, rất là nguy hiểm. Nói chung là mình rất có nhiều thịt heo này, nhưng mà con heo nó vẫn mưa heo vẫn không ngừng luôn các bạn à. Cách thứ hai để mà thực hiện được cái thử thách mà không làm mà đợi có ăn á, thì chúng ta sẽ ăn đất nha các bạn. Được rồi, đi ăn đất. Các bạn biết cái con dao magic ở cái video này không? Đấy, nếu mà bạn nào chưa xem video này thì mình sẽ để phần phần mô tả cho các bạn. Đất nào giờ ăn đất rồi. Công nhận là bên trong đất hình như là giờ mình sẽ lụm nè. Đấy, các bạn nghe tiếng giống như là đang ở không? Ok. Và chúng ta tiếp tục cái thử thách tiếp theo nào, let's go. Bạn này có cái tên là ít dây mặn mà, thách anh phá vỡ block tàn hình không chít. Ok, không gian lận hay gì. Các bạn còn nhớ cái video mà ở này không? Đó là cái video này là mình dùng cái máy này mình phá được cả bedrock nè, rồi phá được cả cái khối command block nè, khối lệnh á. Rồi nhưng mà mình chưa thử cái khối tàn hình liệu nó có thể phá được hay không nha. Nhưng mà sẵn trong cái thử thách này mình làm thử cho các bạn coi luôn, tại bạn này thử thách nên sẵn tiện là mình sẽ thử cho tất cả anh em và tất cả các bạn xem. Và để mình lấy cái khối tàng hình nè, khối tàng hình nó có tên là barrier gì đó mình không biết nữa. Và nó có sẵn trong game nha các bạn ơi. Ok, mình sẽ đặt kiểu như trên đây nè để cho tất cả anh em dễ nhận diện á. Thì khi mà nhìn cái block này thì sẽ thấy những cái viền đen là biết cái block này nó đang tàng hình này đúng không? Nhưng mà thực ra nó rất là cứng nha, nó cứng bằng cái bedrock luôn ấy, nó cứng bằng cái cục bedrock á. Nhưng mà đó, thì cái máy này nó vẫn phá được nha các bạn ơi. Mà có một điều lưu ý là cái điều này thực hiện ở trên Minecraft PE, nhưng mà ở cái phiên bản 1.16 của Minecraft PE nó đã bị sửa lỗi rồi nha. Cái lỗi này mình thực hiện ở dưới phiên bản 1.16 nha các bạn ơi. Ok, và thử thách này đã thành công. Chúng ta tiếp tục cái thử thách tiếp theo nào, let's go. Thử thách tiếp theo được các bạn Châu Hàng Hồng, thách anh làm Enderman đứng xuống hồ hoặc là nhìn vào mắt nó mà không bị đánh, không chít mod lệnh comment. Thì bạn này đặt hai thử thách nhưng mà mình chỉ nhận một thử thách thôi nha các bạn ơi. Thì mình sẽ
sẽ chọn thử thách ở dưới là nhìn vào mắt Enderman mà nó không có đánh mình. Có vẻ như là bạn này chưa biết cái mẹo này rồi. Là các bạn có biết rằng là khi mà các bạn nhìn vào đôi mắt của nó thì tất nhiên nó sẽ gượt mình đúng không? Nhưng mà khi các bạn nhìn chằm chằm vào nó lại đó, nó nhìn mình thì mình nhìn nó lại, thì lúc này là cả hai đơ với nhau là nó sẽ đứng yên một chỗ. nó không còn gượt mình nữa, thấy không? Đó, khi mà mình chạy à thì nó sẽ gượt mình à. Ấy à, này này em gì ơi nè. Giờ mình nhìn nó hoài luôn à. Rồi cả hai đang thi cái cuộc thi mà nhìn chằm chằm vào mắt coi có ai có bị chớp mắt hay không. Ôi thì bạn nào chưa biết mẹo này thì các bạn nhớ để lại video này một like và một đăng ký kênh nha các bạn ơi. Vậy là mình đã xong thử thách này nha các bạn ơi. Ok, thử thách này là của bạn Thanh Tiên thách anh cho con vật sống ở ngoài thế giới Minecraft. Cái này hơi hack não anh Vinh nè. Trời, sống ở ngoài thế giới hả? Hey, con nào mà nó có khả năng ở trong Minecraft mà có khả năng kiểu như là sống ở ngoài thế giới luôn ấy. Rồi kiểu như là con này cũng phải máu phải trâu lắm nè các bạn ơi. Bây giờ là các bạn hãy cùng mình xuống hố ở dưới nha các bạn ơi. Ok, đào nè, tăng ta đăng 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 đa đa. Dạ lẽ nào lẽ nào. Dạ, yeah, đây là cuối cùng của thế giới rồi. Như là các bạn biết đó, là khi những cái con nào mà các bạn đặt xuống ở đây thì nó đều bị rơi xuống và chết. Đó, bất kể là cái con gì đi nữa. Bây giờ là mình có cái con này nè, Sugar nữa nha. Wow, và đặc biệt là cái con này nó không có khả năng rơi xuống nha các bạn. Trời ơi, vậy là cái con này có khả năng sống ngoài thế giới luôn. Wow, oh my god. Nè các bạn ơi, nó không bị rơi xuống luôn á, vậy là nó có khả năng là sinh tồn ở dưới này luôn. Vậy là mình đã xong cái thử thách này rất là dễ dàng. Các bạn thấy ghê chưa? Nếu mà các bạn thấy hay á, để lại video này một like và một đăng ký kênh cho Vinh nha các bạn ơi. Ok, và video mình đến đây cũng là kết thúc rồi bạn ạ. Và theo các bạn còn những cái thử thách nào nữa, các bạn hãy bình luận phía bên dưới nha. Thì nhiều bạn ủng hộ thì mình sẽ ra tiếp cái phần tiếp theo. Thì các bạn cứ ấn like nhiều vào thì các bạn sẽ ủng hộ cho mình và tạo ra mình rất nhiều động lực đó, để mình ra phần tiếp theo. Và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại video này một like và đăng ký kênh nha. Và chúc các bạn có một ngày tốt lành và một ngày cực kỳ là may mắn. Và hẹn mọi người trong các video sau nha. Bye bye. We'll be right back.